Sáng ngày 2 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 1. Đến dự có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Võ Vĩnh Long, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đồng chí Trần Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng cán bộ, công chức, viên chức thành phố, các ban đảng trực thuộc Thành ủy. Sau lễ chào cờ, cán bộ, công chức, viên chức thành phố đến hội trường Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố sinh hoạt ngày pháp luật theo quy định. Tại buổi sinh hoạt pháp luật, khối Thành ủy, lãnh đạo văn phòng Thành ủy phổ biến các sự kiện diễn ra trong tháng 1 gồm kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024, kỷ niệm 78 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 6 tháng 1 năm 1946, 6 tháng 1 năm 2024, kỷ niệm 74 năm ngày học sinh sinh viên Việt Nam 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2024. Tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp phổ biến các sự kiện diễn ra trong tháng 1 gồm kỷ niệm 78 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày 6 tháng 1 năm 2024, kỷ niệm 74 năm ngày học sinh sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2024 và một số văn bản có hiệu lực trong tháng 1 như luật khám bệnh, chữa bệnh, luật đấu thầu, luật thi đua khen thưởng. Cũng tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc mừng năm mới 2024 đến cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn thành phố, đồng thời điểm lại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.